thầy Võ Văn Lộc ạ. Tiếp tục chương trình là trình bày đề tài Các Cô Hồn Trong Tâm Thảm Hồ Chí Minh do nhà nghiên cứu Đinh Thị Nguyệt Nga trình bày. Xin trân trọng kính mời. Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Thủy, trưởng khoa sử trường Đại học Thủ Dầu Một. Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên, vinh dự được báo cáo trong buổi tọa đàm trang trọng này. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên lời chào, lời chúc sức khỏe cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã được sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa và hiếu học. Người hiểu sâu sắc về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là thành tố vô cùng quan trọng từ hàng ngàn năm lịch sử, làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam. Đó, ở đó mỗi cá thể đều có gốc gác, đều có nguồn cội của mình. Người dạy, con người có tổ có tông, như cây có hộ cột, như sông có nguồn. Cũng vì lẽ trên, ngay từ khi đặt chân về Tổ quốc năm 1941, Hồ Chủ tịch, lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu đã viết lên cuốn lịch sử hiện đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Dân ta phải biết giữ ta, cho đường gốc tích mới là nước nhà Việt Nam. Trong dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử đó, cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam, điểm phát tích được khơi nguồn từ thời các vua hùng dựng nước mà lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn ý thức rõ ràng, không thể trộn lẫn bản chất văn hóa với các văn hóa khác. Theo người, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, ông bà mà tiền nhân vẫn gọi là đạo hiếu của dân tộc, không chỉ bó hẹp trong gia đình, tế bào của xã hội được mở rộng bằng quan hệ huyết thống, hình thành các dòng họ để rồi trăm họ hợp lại thành làng xã. Ở đó luôn hiện hữu tín ngưỡng thờ cúng thành hoàng, giữ vị trí thiêng liêng nhất trong hồn mỗi người con dân với vị tổ quốc, quốc tổ là các vua hùng. Kể năm hơn 4.000 năm, tổ tiên rực rỡ, anh em thuần hòa. Sở dĩ pho tượng vàng của dân tộc trải dài suốt hơn 4.000 năm có được là nhờ tổ tiên rực rỡ và anh em thuộc hòa, trở thành sức mạnh nội lực nhờ sớm biết đoàn kết, đại đoàn kết quyện thành bốn thành tố cơ bản, đó là gia đình, dòng họ, làng xã và quốc tổ và tổ quốc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồng Bàng là tổ nước ta, nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang. Từ cội nguồn Hồng Bàng với hào khí Văn Lang ấy, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Cho dù chúng đến từ phương trời nào, và dù chúng có hung hãn, tàn bạo đến đâu và đông quân như đến đâu chăng nữa, dường như mỗi khi đất nước đứng trước thử thách lớn thì tâm thức hướng về quốc tổ Hùng Vương càng trở nên một nguồn động lực tinh thần to lớn. Ngay từ những ngày đầu Nam Bộ sục sôi kháng chiến năm 1945, những hình tượng gươm núi sóc, tộc Bạch Đàn hay tinh thần rước ông cháu vào Nam được phát huy như một sức mạnh truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Ngày 25 tháng 9 năm 1945, chỉ 2 tuần sau ngày Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho Bộ Tuyên truyền tổ chức trọng thể ngày giỗ Đức Thánh Trần, một trong những biểu tượng hào khí chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Ngày 18 tháng 2 năm 1946, trên cương vị Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh tụ Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 22 chọn ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ chính thức của dân tộc và cho phép các vị
viên chức nhà nước được nghỉ lễ hưởng nguyên lương. Ngày 11 tháng 4 năm 1946, thể theo đề nghị của Ủy ban Hành chính tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử một đoàn đại biểu chính phủ do cụ Huỳnh Thúc Kháng dẫn đầu cùng các giáo sư Nguyễn Xiển và ông Trần Đắc Khoa tham dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương đầu tiên sau khi nước nhà giành được độc lập. Tại lễ giỗ tổ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã kính cẩn cử hành lễ dâng hương cùng một tấm bản đồ và một thanh gươm quý để khẳng định ý chí bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam trong tình thế chung của đất nước, thù trong giặc ngoài, cũng như trong tình hình phức tạp trên đất Phong Châu nói riêng, nơi diễn ra sự kiện giỗ tổ sau gần một thế kỷ bị thực dân Pháp đô hộ. Tại lễ tại Hà Nội, lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức trọng thể tại Việt Nam Học Xá đúng 16 giờ ngày 11 tháng 4 năm 1946, ngày 10 tháng 3 năm Bính Tuất. Đồng bào, các giới thủ đô đã đồng nhiệt đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương. Đến ngày cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược toàn thắng tại đền giếng của đất tổ, nói chuyện với các cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong sư đoàn 308 ngày 19 tháng 9 năm 1954. Trước khi đơn vị tiến quân thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra các nguyên lý thiêng liêng như một nghĩa vụ trao truyền tới cho mọi thế hệ người con dân đất Việt. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Nói về các vua hùng ngay tại nơi quy tụ hào khí thiêng liêng của hồn thiêng sông núi mà bao đời người Việt luôn mong được trở về trong tâm thức cũng như trong đời sống thường nhật. Tại đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi gợi cho chúng ta ý thức tự hào, tự tôn về sức mạnh tinh thần của dân tộc, cũng chính là nguồn cội sức mạnh của dân tộc Việt Nam, được tạo dựng bởi tinh thần đoàn kết dân tộc, được thử thách qua mấy ngàn năm lịch sử, dựng nước gắn liền với giữ nước. Lời dạy của người mang tính định hướng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đền Hùng trong tương lai đã trở thành kim chỉ nam cho tư duy, tình cảm và hành động của các thế hệ Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau. Biết trân trọng, quý trọng và giữ gìn đạo lý truyền thống của dân tộc, đó là uống nước nhớ nguồn. Tại thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nhiệm vụ lịch sử và nhiệm vụ cách mạng của dân tộc Việt Nam là dựng nước và giữ nước, khi đó việc nghiên cứu khoa lịch sử về thời đại Hùng Vương còn nhiều hạn chế, cũng như quy luật dựng nước và giữ nước trong lịch sử chưa được tổng kết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định thời đại Hùng Vương là thời lịch sử có thật, đã khẳng định thời đại Hùng Vương là thời lịch kỳ lịch sử có thật, và các vua hùng là người đã khai sinh ra nước Việt Nam. 8 năm sau, khi đế quốc Mỹ đang to tính mở cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân, biến Việt Nam thành một chiến trường chống Mỹ, biến Việt Nam thành một chiến trường. Theo hồi ký của đồng chí Vũ Song Nguyên, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, Tháp Tùng, Bác Hồ đến với thăm đền Hùng lần thứ hai vào 9 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm 1962, khi lên đến đền Ngạc trong điều kiện thời tiết nắng nóng với địa hình núi cao dốc đứng. Các đồng chí cảnh vệ sợ bác mệt cho nên xin người dừng chân nghỉ lại để uống nước. Người không đồng ý và nói với các đồng chí cảnh vệ rằng leo núi thì phải leo đến đỉnh, cũng như con người làm cách mạng không được bỏ giữa chừng, đã đi là phải tới đích. Này cũng giống như mình học phải học tới nơi tới chốn các bạn. Khoảng 11 giờ trưa, người qua đền Trung, đền Thượng mới dừng chân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với cả đoàn nghỉ trưa ăn cơm tắm với dương kè tại cửa đền Thượng. Trước khi xuống núi nghĩa lính ra về, người căn dặn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa cây cối để đền Hùng ngày càng trang nghiêm,
đẹp đẽ thành công viên cho các cháu sau này đến tham quan. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn sinh viên, lịch sử dân tộc từng chứng minh trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta đã đương đầu và đánh bại biết bao kẻ thù xâm lược hùng mạnh chính bằng sức mạnh của nội lực được kiến tạo bởi tinh thần đại đoàn kết dân tộc, vốn chất nguồn từ sức mạnh mạnh của trăm họ đoàn kết lại. Tuy vậy vật nước có lúc thịnh lúc suy, có cả những lúc nước mất nhà tan, nhưng dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu cúi đầu làm nô lệ. Con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, không xâm lược bất cứ nước nào, nhưng cũng không để bất cứ kẻ thù nào xâm lược non sông bờ cõi của quốc gia Việt Nam ta. Từ lòng biết ơn các vị tiền nhân mà thờ cúng tổ tiên thành lễ như là nền tảng đạo đức và tín ngưỡng tâm linh cơ bản của người dân đất Việt. Kính thưa quý vị, trong lịch sử hiện đại, bắt đầu bằng ý chí và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hướng đạo cho toàn dân ta quan tâm xây dựng và tôn tạo các khu di tích lịch sử ở đền Hùng, nâng lên thành một tầm cao mới trong một thời đại mới, kế tục tư tưởng của người. Tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa 11 đã thông qua nghị quyết sửa đổi Điều 73 của Bộ Luật Lao động cho phép người lao động cả nước được nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch. Đó là điều kiện tốt để đồng bào ta về thăm đền Hùng, dự lễ giỗ tổ Hùng Vương, viếng mộ thăm để tri ân công đức của tổ tiên, tạo động lực tinh thần yêu nước, gắn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khu di tích lịch sử đền Hùng không chỉ gắn với các vua hùng, tổ tiên của dân tộc Việt Nam mà còn gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú nhất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam cùng những bậc tiền nhân có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tin vui bất tận đối với hương hồn anh linh các bậc tiền bối và muôn dân nước Việt. Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Liên chính Chính phủ Công ước 2003 về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể chính thức công nhận tín ngưỡng thờ cúng vô hùng là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại và tín ngưỡng đầu tiên trên thế giới được công nhận danh hiệu cao quý này, làm tăng thêm giá trị, khẳng định niềm tự hào trong tâm thức xã hội loài người về lòng nhân ái, đạo lý của con người sống có tổ có tông, uống nước nhớ nguồn trong truyền thống tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên thánh thần anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý thầy cô và các bạn sinh viên, bài báo cáo đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn.